Chiều ngày 26 tháng 6, nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang di lý Lê Công Hậu, sinh năm 1964, ngụ tỉnh Bến Tre, từ tỉnh Bến Tre về thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ điều tra. Bước đầu, Hậu thừa nhận hành vi phóng hỏa đốt nhà khiến hai chị em tử vong ở thành phố Thủ Đức. Hậu khai đã có vợ con, nhưng vẫn có mối quan hệ tình cảm với bà L, sinh năm 1973, mẹ của hai nạn nhân. Gần đây, giữa Hậu và bà L xảy ra mâu thuẫn với nhau. Nguyên nhân là do vợ của Hậu biết chuyện Hậu có quan hệ tình cảm với bà L, nên tìm tới nói chuyện với bà L dẫn tới cự cãi với nhau. Bên cạnh đó, hai người con gái của bà L có thái độ với Hậu. Vì thế, bà L chủ động cắt đứt quan hệ với Hậu, nên Hậu bực tức nảy sinh ý định sát hại bà L cùng hai con gái. Rạng sáng ngày 25 tháng 6, Hậu mang xăng tới gần nhà bà L, chờ người dân xung quanh đi ngủ thì hành động. Tại đây, Hậu phóng hỏa đốt nhà rồi tẩu thoát khỏi hiện trường trở về tỉnh Bến Tre. Hậu khai là có mối quan hệ với bà L từ khi hai người con của bà này còn nhỏ. Hậu cho rằng mình là người cặp với bà L và mua đất xây nhà cửa, nuôi nấng hai con bà L, nhưng không ngờ người tình lại đối xử với mình như vậy. Ngày 26 tháng 6, bằng nghiệp vụ, phòng BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lần theo dấu vết, phối hợp với phòng cảnh sát hình sự tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bến Tre, bắt giữ nghi can đang lẩn trốn ở tỉnh Tiền Giang.